Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh YouTube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Washington Post đưa tin Cơ quan an ninh Ukraine nghe lén được thông tin cho thấy, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước Nga và Trung Quốc đã bí mật thảo luận về kế hoạch xây dựng một đường hầm dưới nước nối Nga với bán đảo Crimea để thiết lập một tuyến đường vận tải có thể tránh các cuộc tấn công của Ukraine. Gần đây nhất là vào cuối tháng 10, các cuộc đàm phán diễn ra khi Nga ngày càng lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh cho cây cầu dài 18 km bắc qua eo biển Cầu cất đang là tuyến đường quan trọng đối với các lực lượng Nga và là tuyến đường bộ kết hợp đường sắt duy nhất kết nối Nga với Crimea. Song thời gian gần đây, Ukraine liên tục tấn công cơ sở hạ tầng này, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 10 năm 2022 và gần nhất là tháng 7 năm 2023, gây hư hại nghiêm trọng. Các cuộc đàm phán còn cho thấy Nga quyết tâm duy trì kiểm soát bán đảo Crimea, cũng như cho thấy quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi giữa Trung Quốc và Nga. Theo các quan chức và chuyên gia kỹ thuật Mỹ, việc xây dựng một đường hầm gần cây cầu hiện tại sẽ gặp phải những trở ngại lớn. Công trình quy mô lớn như vậy có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và mất nhiều năm để hoàn thành. Và đến nay chưa bao giờ có công trình lớn như vậy được triển khai ở vùng xung đột. Tuy nhiên, Nga có lý do rõ ràng để theo đuổi kế hoạch này. Ông Alexander Gabuev, chuyên gia về quan hệ Nga-Mỹ tại trung tâm Á-Âu Kanizhe-Nga, cho rằng có nguy cơ Ukraine sẽ tìm cách đánh sập cầu cất trong những năm tới. Bên cạnh đó, báo Newsweek dẫn lời một số chuyên gia trong ngành quân sự Anh cho rằng ý tưởng này không phù hợp. Trung tướng Anh đã về hưu Ben Hockey, đánh giá nếu xây dựng đường hầm ngầm thì sẽ đối mặt nhiều vấn đề từ trong quá trình xây dựng đến sau khi hoàn thành. Ông cho rằng sẽ không dễ để Nga hiện thực hóa ý tưởng này. Lý giải, ông Hockey cho biết có rất nhiều thách thức về kỹ thuật liên quan tới ý tưởng xây đường hầm. Đáy biển Azov không phải là nơi lý tưởng để xây dựng vì hoạt động địa chấn tại đây, dự án cũng có thể gây ra rủi ro về chính trị và tài chính cho trung quốc khi bắc kinh vẫn chưa chính thức công nhận việc nga sắp nhập crimea và có thể bị coi là vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế mà mỹ và liên minh châu âu áp với nga tuy nhiên các email mà an ninh ukraine chặn được cho thấy một trong những công ty xây dựng lớn nhất trung quốc thể hiện sẵn sàng tham gia kế hoạch các email này được quan chức ukraine gửi tới washington post báo này cho biết họ đã xác thực thông tin được nêu trong các email Nga sắp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow tuyên bố kết quả trưng cầu cho thấy phần lớn người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga. Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Kyiv nhiều lần khẳng định sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Cầu Crimea trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này sẽ sớm kiểm soát bán đảo Crimea. Ông David Arakamia, nghị sĩ cấp cao, đồng thời là trưởng phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul cho hay, Nga đã sẵn sàng ngừng giao tranh nếu Ukraine nhất trí trung lập nhưng phương Tây khuyên Kiev tiếp tục chiến đấu. Ông David Arakamia cho biết, Moscow đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình với Kiev vào tháng 3 năm 2022, nhưng phía Ukraine không tin tưởng Nga. Ông Arakamia nói, mục tiêu của Nga là gia tăng sức ép để chúng tôi trung lập. Đây là điểm chính mà họ đưa ra. Họ sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu chúng tôi chấp nhận trung lập giống như điều Phần Lan từng làm, và chúng tôi phải cam kết sẽ không gia nhập NATO. Ông David Arakamia giải thích, Tuy nhiên, việc nhất trí trung lập và từ bỏ tư cách thành viên NATO sẽ yêu cầu phải thay đổi hiến pháp Ukraine. Thứ hai, chúng tôi không có sự tin tưởng vào Nga rằng họ sẽ làm như vậy. Điều này chỉ có thể được thực hiện với những đảm bảo an ninh. Ông David Arakamia cũng cho biết, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson từng đến Kiev và nói với quan chức Ukraine rằng hãy tiếp tục chiến đấu và không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow. Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng Moscow và Kiev đã ký một dự thảo thỏa thuận về những đảm bảo an ninh và trung lập vĩnh viễn cho Ukraine tại cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nhưng ngay sau khi Nga rút quân khỏi khu vực Kiev như một cử chỉ thiện chí, Ukraine đã từ bỏ thỏa thuận. Trong khi đó mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 rằng Nga chưa bao giờ bác bỏ đàm phán hòa bình với Ukraine trong khi Kiev công khai rút khỏi tiến trình này. Trước đó, quân đội Ukraine có thể phải lựa chọn giữa cuộc giao tranh tiêu hao hoặc đóng băng xung đột trong bối cảnh khả năng giành chiến thắng trước các lực lượng Nga không cao. Nhận định với hãng thông tấn độc lập yêu niên Ukraine, ông Valery PK, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Kiev Mohila cho rằng trong bối cảnh cuộc xung đột nga ukraine rơi vào thế giằng co bế tắc và không bên nào có những đột phá mang tính bước ngoặt kiev đang đối mặt với thực tế cùng một số kịch bản trong thời gian tới về thực tế trên chiến trường hiện nay ông pk cho rằng có một số vấn đề đáng lưu ý thứ nhất cuộc giao chiến giành quyền kiểm soát vị trí sẽ kéo dài và không dẫn đến thay đổi đáng kể nào theo các nhà phân tích quân sự năng lực phòng thủ của mỗi bên vượt quá khả năng tấn công của bên kia Thứ hai, việc Moscow lựa chọn chiến lược chiến tranh tiêu hao, trong đó Nga có nguồn lực mạnh hơn so với Ukraine. Ukraine phụ thuộc vào các đối tác phương Tây mà lập trường của họ có thể thay đổi sau các cuộc bầu cử sắp tới. Ví dụ, bầu cử Tổng thống Mỹ và Nghị viện châu Âu đều diễn ra trong năm 2024. Do đó, Ukraine có các lựa chọn sau. Một là tiếp tục cuộc giao tranh tiêu hao. Đây là kịch bản xấu nhất và cho đến nay mọi thứ đang diễn ra theo quỹ đạo đó sự thay đổi quyền lực ở phương tây sẽ dẫn đến suy giảm ủng hộ đến mức ukraine không thể tiếp tục giao tranh và buộc phải đàm phán hòa bình theo các điều kiện có lợi cho nga ngay cả khi sự ủng hộ chính trị vẫn ở mức hiện tại tình trạng căng thẳng trên thế giới gia tăng sẽ làm mất tập trung vào ukraine và khả năng cung cấp vũ khí của phương tây sẽ bắt đầu cạn kiệt đặc biệt là khi nền kinh tế mỹ hoặc eu gặp khó khăn trong khi đó ukraine không có khả năng tự trang bị vũ khí hiện đại mặc dù nước này phải thực hiện mọi bước có thể theo hướng này trên thực tế kịch bản này đồng nghĩa với việc ukraine thất bại về chính trị trong nước ukraine cũng gặp vấn đề vì không thể tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật kéo dài hai là đóng băng xung đột trong kịch bản này phương tây tiếp tục duy trì hỗ trợ cho ukraine ở mức gần như hiện tại nhằm ngăn chặn thất bại của ukraine Nhận thấy khó có thể đạt được thành công, các đồng minh phương Tây đang thúc đẩy Ukraine đàm phán để đóng băng xung đột, đồng thời gây nhiều áp lực lên Nga, nhưng nhiều yếu tố có thể thay đổi tình hình. Người khởi xướng các cuộc đàm phán có thể sẽ là Tổng thống Mỹ Joe Biden vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024. Sau khi xung đột bị đóng băng, cả hai bên vẫn tích cực chuẩn bị cho cuộc giao tranh tiếp theo, diễn ra trong 5 năm, tối thiểu 3 năm, tối đa là 7 năm xung đột đóng băng sẽ dẫn đến việc Ukraine dỡ bỏ thiết quân luật và các cuộc bầu cử được tổ chức, trong đó có khả năng những gương mặt mới giành chiến thắng đại diện cho một tiến trình hiện đại hóa toàn diện. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc giao tranh tiếp theo, Nga có cơ hội rút kinh nghiệm từ những bài học của năm 2022 cũng như năm 2023 và Ukraine có cơ hội hiện đại hóa đáng kể, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về mặt thể chế. Trong trường hợp tốt nhất, Ukraine hiện đại hóa tốt đến mức Nga phải cảnh giác tấn công. Trong trường hợp xấu nhất, Ukraine chuẩn bị không tốt và cuộc tấn công của Nga sẽ dẫn đến việc Ukraine thất bại, sau đó thành lập một chế độ thân thiện với Nga. Ba là Ukraine chiến thắng, Ukraine sẽ thuyết phục được các đồng minh phương Tây rằng việc đánh bại Nga là một kịch bản có thể chấp nhận và thực hiện được. Theo đó, viện trợ tăng mạnh đến mức có thể giúp Ukraine thực hiện thành công cuộc phản công tiếp theo, giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực, đóng băng phần còn lại ở phía đông cho đến thời điểm thuận lợi hơn. Tiếp theo, Ukraine gia nhập NATO và nhận được rất nhiều nguồn tài trợ để phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia PK cho rằng kịch bản chiến thắng ít có khả năng xảy ra nhất, bởi nó đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và kỹ năng đàm phán mà Ukraine hiện không có.